Đâu em không tìm thấy? Đi ra ngoài à? Ra ngoài làm gì? Có không? Không thấy luôn. Biết ở đâu chỗ nào? Quay hết chưa? Chào các bác nhá, hôm nay là vào hang thăm hang động nhá, bắt lấy ít thịt chơi, tiện xem mấy hang trước năm năm ngoái năm kia làm vàng. À, trước kia bọn của đội nào nó thò vào đấy nhỉ? Cuối quận à? Búa được chén. Ừ. Hai cái xà beng búa được chén. Để đấy, đấy là gì? Về đấy. Đứa nào? Ui, chui đi. Chui. Toàn đất. Tối lắm. Tối lắm. Loại Sony đem đi chôn. Cho nên là nó quay nó hơi tối. Các bác là thông cảm. Tối lắm, không nhìn thấy gì đâu. Hàng này thắp điện vào làm chăn chiếu ở đây. Đứng một đôi nữa. Sáng nhá. Cháu này nhá. Kỳ này là sáng trưng. Mày tạo hóa ban đầu. Đây là sản phẩm của tạo hóa đấy. Các bạn nhé, thật 100% của đất lắm này, ở những đá luôn chim đấy, chim các cụ ngày xưa chả hiểu từ thuở nào. Sáng không nhìn thấy Có không? tôi quay xung quanh cho mọi người xem. Thác điện làm du lịch đây nhé. Đấy. Như thật luôn. Đây. Cái này là mấy anh đào vàng của con này. Đấy đâu được nhé. Đấy là. Đây là vàng của đây. Đây là vàng này. Vàng lại. Chẳng biết là họ làm được cái gì không, nhưng mà là cái cũng tao thủ đô quay xe sơ thôi chú ơi, quay xe sơ thôi. Ôi, sáng đấy về các bạn, nhà nước hiện tại nhà nước ta kéo điện sáng chưa quay đâu được. Đang quay. Có thấy đâu, cơ bản cái máy quay nó hỏng cái đèn cam. Hụt vừa sáng nay nhà nước vừa kéo điện vào. Trong kia có rơi không nhỉ? Anh rơi tí phải vào là quay rơi cho các trả xem. Thao quay thấy được nó cao lắm. Âm thanh nghe có điện này nha, sáng trưng, chưa sáng lắm. Tôi thắp thêm ba cái bóng nữa. Một cái đây và đằng kia. Nhưng mà sao mà đấy, ui trong này có hang này, mới khám phá nhé, chỗ này chưa ai vào đâu. Ồ, có cả chai lọ, có cả vòi đây. Vòi làm vàng ngày xưa làm vàng để đây vẫn quên, không chưa mang ra. Để lâu lắm rồi. Sáng lắm. À dạ. Lúc nào mắc. À mới nào được nhỉ?
Đây, hang động ngày xưa đẹp lắm nhưng giờ họ làm vàng. Mấy năm ngoái năm kia là họ làm vàng. Đào thành hố ấy. Nó đi sâu vào bên trong xem ruộng bậc thang. Đây họ cũng đập làm vàng. Ngày xưa chỗ này đẹp lắm. Ở đâu có nước nhưng mà nước ít. Đây dưới này là một cái hố sâu. Nó sâu tầm 6-70 mét. Trước đây họ cũng xuống làm vàng đây. Khe sâu đây. Đấy. Còn bên này đây. Nước chảy từ trong hang đá ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang trong hang đá. Thôi rồi, không ra được bà con ơi. Khám phá hang động Bình Văn. Đẹp không? Nhũ đá. Ngày xưa đây đẹp lắm nhưng mà họ xẻ cột nghiến bên kia, họ lấy cột xong chuyển cột sang bên đây vướng, họ đập hết gần hết. Đây trên một hốc đá cao sâu. Đấy. Có hai đường nhé, đường này cũng vào được, còn đường này nhỏ. Đường bên kia thường thường là đi đường bên kia nhưng mà chỗ này lại thấp. Hãy bò các bạn ạ. Lê lết đi từng bước. Đây, đây là cửa thứ hai. Như một cánh cổng. Các bạn thông cảm nhé, mình không phải là nông dân, không phải là hướng dẫn viên du lịch, cho nên là thì được thế thôi. Thâm bó Bình Văn Bắc Cạn. Thiếu chuyên nghiệp. Hết rồi à. Mang cả cao su vào đây để hun hun khói bắt rơi. Đấy, nhũ đá đấy. Đây chỗ đèn soi kia là một cái cột nhũ đá cao to từ phía này lên nhưng mà tối quá không soi thấy. Ngày xưa các cụ gọi là cột đình. Bây giờ có đèn, có điện, có đèn đi sáng đi được. Ngày xưa là các cụ đi bằng đuốc rồi. Đấy, có tiếng rơi. Đấy. Mình không có mic chứ.
không thu được tiếng rơi bay đâu. Đây này như một cái ô, như một cái ô như bàn thờ đấy. Tiếng rơi kêu chít chít chít. Ngày xưa các cụ đi bằng đuốc là ra đến đây là thường là đi lạc, đi vòng cái cột đá này, vòng đi vòng lại không biết đường ra bên này. Ra và ra bên này, vào bên đi đường cái đường đường bên kia, nhưng mà đi vòng đường này. Trên này nó có một hủm nữa. Đẹp không? Đấy. Đây. Vách đá cao tút hút. Thực ra hang này cũng không sâu lắm nhưng mà xưa đẹp lắm, bây giờ họ phá nhiều quá. Trên này có một hủm ấy. Đây họ làm vàng đây, hang hố đào vàng đây. Đây không biết có được vàng một ngày nó nổi một một phân. Ngày xưa chỗ này là nhiều phân rơi, các cụ là ngày trước là cứ lấy đuốc vào sẽ bao vào đây lấy được, lấy phân ở đây về bón ruộng. Bây giờ không còn, ít ít rơi, sắn bắn nhiều quá, màng lưới ở bẫy nhiều. Đây, chỗ này đẹp không? Quá đẹp. Chẳng qua là động nó không được rộng lắm. Ngày trước đẹp hơn, bây giờ nhiều, bây giờ phá nhiều quá. Cái này thời gian năm ngoái năm kia họ làm vàng này, nó đọng một lớp bùn. Đây vẫn còn vết tích đốt lốp xe, hun hun khói để rơi bay ra ngoài chui vào lưới. Không ở đây nhiều rơi kêu ầm nghe vui tai. Đây phân rơi lại có phân này. Đấy. Bãi phân rơi đen xì nhưng mà ít. Ngày xưa khu này vào là ngập nước gần nửa qua mắt cá chân, toàn phân rơi nhưng bây giờ là ít rồi. Đây chỗ này một vũng này toàn phân rơi. Đấy, phân rơi. Đấy nhìn thấy không, bay được cả. Đấy bay bay kìa. Cái này nó cao tầm 40-50 mét chiều cao, có khi còn hơn. Soi đèn đèn sáng mà soi lên thấy mờ mờ.
có ánh sáng rồi, nó bay nó tản hết không ạ, bay lung tung. Đấy. À, bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua khu ruộng bậc thang. Có cái bát. Ngày xưa chạy Pháp là cái bát bát thầy cổ ấy. Đây có mảnh bát thầy cổ đây. Đấy, bát ngày xưa đây, ngày xưa chạy Pháp chạy Mỹ à, chạy vào đây tránh chú bom đạn, tuy nhiên ở đây là bom Mỹ là không đến, cũng đến có vài quả thả trong rừng. Khu ruộng bậc thang này cũng hẹp, cũng rộng lắm. Gọi là ruộng bậc thang thực ra nó là sự bào mòn đá vôi. Cửa hàng thứ hai ngoài kia nhìn thấy ánh sáng kìa. Đây gọi là hồ Tiên. Ngày xưa các cụ bảo hồ Tiên, đằng trước ở đây nó có nước, bây giờ ở trên kia là phá rừng hết rồi, nước ít không có nữa, khô. Ngày xưa chỗ này là thành ao nước, khu kia là đầm lầy, bây giờ thành sân. Đấy, thành bờ uốn lượn quanh co. Nhìn đẹp không? Thử làm giả flycam đi từ đường này ra. Đấy. Chỗ này có một cái bệ, chỗ này ngồi câu cá, chỗ này có nước là câu cá đây.
Nói thế rồi để đôi là cá uốn lượn thôi, anh bờ uốn lượn vòng vèo đấy. Các bác nào muốn thăm quan thì lên đây. Nói chung là hang này chưa đẹp lắm, vẫn chưa phải đẹp. Bây giờ nếu như ngày xưa là đẹp ấy, nhưng bây giờ là không đẹp lắm, thì tác động của con người vào nhiều quá cho nên là nó cũng mất sự tự nhiên này. Đây là một hàng nhũ đá, dưới này là một hùm khá sâu. Hòn đá này rơi từ trên nóc xuống khá to, rất to luôn, rơi từ trên này xuống, quá trình lâu bị bào mòn từ trên nóc hang rơi xuống. Từ đây ra đến cửa thứ hai còn khá xa. Có lẽ mình tạm dừng video đây. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.